Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách mời, kính thưa quý thầy cô giáo, để mở đầu cho buổi lễ chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường mầm non Chị Ông Nâu, xin quý vị hướng mắt về phía sân khấu thưởng thức tiết mục Sinh tươi Việt Nam ơi, để được thể hiện bởi Vũ Công Không Chuyên đến từ trường mầm non Chị Ông Nâu. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các cô giáo đã mang đến tiết mục thật tuyệt vời. Kính thưa quý vị đại biểu, các quý vị toàn thể, các thầy cô giáo, ngày hôm nay trong khán phòng này, trường mầm non Chị Ông Nâu vinh dự được tổ chức buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường. Vui mừng hơn nữa là ngày hôm nay đánh dấu mức trưởng thành 10 năm lứa tuổi của mái ấm tình thương của Chị Ông Nâu. Từ khắp nơi, các thầy cô giáo đã từng công tác tại trường, tụ hội về đây, các bậc phụ huynh đã đồng cam cộng khổ cùng các thầy cô, cùng mái trường Chị Ông Nâu từ những thời gian khó, và các nhà hảo tâm đã dành bao món quà tuyệt vời cho mái trường. Tất cả chúng ta để có mặt ở đây ngày hôm nay cùng chung vui niềm vui lớn, hân hoan dưới sự trưởng thành lớn mạnh từng ngày của Chị Ông Nâu. Và hy vọng nằm trong tương lai, Chị Ông Nâu vẫn luôn vững mạnh trước sóng gió, sẽ luôn là điểm khởi đầu tốt đẹp cho những mảnh đời tươi trẻ, thiệt thòi. Đến với ngày vui trọng đại ngày hôm nay của trường Chị Ông Nâu, chúng tôi trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, hiệu trưởng trường mầm non Chị Ông Nâu. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương Thúy, phó hiệu trưởng nhà trường. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, phó hiệu trưởng nhà trường. Ông Nguyễn Huy Toán, phó chánh phòng Hội Cứu Trợ Trẻ Em Việt Nam. Về phía phụ huynh, chúng tôi chào đón 800 phụ huynh và hơn 50 cán bộ giáo viên, cựu giáo viên cùng toàn thể gia đình, bạn bè, người thân tới tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Chị Ông Nâu, trường mầm non đặc biệt dành cho trẻ ngày hôm nay mắc hội chứng tự kỷ, được thành lập từ ngày 1 tháng 6 năm 2008 với tâm huyết, nỗ lực và tình yêu đặc biệt dành cho trẻ của cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Với phương châm hoạt động trao yêu thương, nhận về yêu thương, trường mầm non Chị Ông Nâu luôn tự hào đánh giá là một trong những cơ sở can thiệp giáo dục đặc biệt với đội ngũ giáo viên giàu tâm huyết, tận tâm với nghề và chuyên môn cao. Và bây giờ xin mời quý vị, toàn thể quý vị cùng hướng mắt lên, nhìn lên màn hình, nhìn lại quãng đường 10 năm của trường Chị Ông Nâu. Vâng, Chị Ông Nâu, 10 năm một chặng đường, 10 năm vững mạnh, trải qua bao thời gian vất vả, 10 năm bao thăng trầm, tưởng chừng như lúc sẽ gục ngã, 10 năm với bao lớp học sinh đến trường và ra trường hòa nhập, 10 năm son sắc, 10 năm tình yêu thương vô hạn dành cho trẻ hội kỳ. Cho tới hôm bây giờ, Chị Ông Nâu luôn là cái tên lớn lên với vươn mãi vẫn mạnh, không ngừng nghỉ, lan tỏa cánh tay yêu thương bao bọc, chắp lấy, đốt cánh ước mơ cho các trẻ nhỏ thiếu may mắn. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, hiệu trưởng nhà trường, lên sân khấu chia sẻ đôi lời về quãng đường 10 năm gắn bó với mái trường Chị Ông Nâu. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa rồi chúng ta đã được nghe những chia sẻ từ tận đáy lòng của bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, hiệu trưởng nhà trường, xuất phát từ một điểm cô giáo dạy trẻ nhưng hoài bão lớn, ước mơ là có một mái nhà riêng cho tất cả các con. Đang phải chịu những thiệt thòi, bà đã dành tình yêu để gây dựng lên Chị Ông Nâu vững mạnh trưởng thành như ngày hôm nay. Bằng một trái tim ấm áp và bộ não sáng suốt, bà đã đưa Chị Ông Nâu lớn lên từng ngày, từng ấy đứa con, và luôn luôn có một cái nôi chắp cánh những ước mơ trưởng thành như không thể thực hiện được. Lễ chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường Chị Ông Nâu đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị, đại biểu, quý khách quý đã để sắp xếp thời gian công việc đến chung vui, dành thời những lời tốt đẹp nhất cho trường. Cảm ơn các thầy cô giáo đến từ trường Chị Ông Nâu đã dày công chuẩn bị để đem đến cho tất cả chúng ta một lễ kỷ niệm thật tuyệt vời và đáng nhớ. Thay mặt trường Chị Ông Nâu, kính chúc quý khách luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự hanh thông. Mong rằng quý vị sẽ luôn dành những tình cảm chân quý theo dõi Chị Ông Nâu lớn lên từng ngày. Xin trân trọng cảm ơn.